thể chia sẻ cái cơ duyên ngày hôm nay sẽ đến với cái sự kiện này? Thật sự là ngày hôm nay là nguyên một hội gái già của Gái Già Lắm Chiêu phần 2 luôn đều tới với lại sự kiện của Ngôi Sao Của Năm. Đây là một cái sự kiện rất là lớn và cũng như là vô cùng quan trọng dành cho tất cả những người mà làm nghề, nên thành ra là chắc chắn không thể nào thiếu được hội gái già cũng như là chào phi công Jack. Thì cũng như Lan Ngọc đã chia sẻ rồi, thì đây là một sự kiện lớn của nghệ thuật. Thì dĩ nhiên rồi, ai diễn viên và tất cả mọi người hoạt động trong ngành giải trí đều có mặt hôm nay để dự một cái lễ lớn như thế này. Ôi, trong bộ phim này thì rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nhưng mà chắc có lẽ là hiện tại bây giờ thì có Ngọc và Tiền thì sẽ nói về cái cảnh quay mà hai đứa đang thực hiện. Đó là một cái cảnh khiêu vũ, riêng cái cảnh khiêu vũ không là thực hiện mấy ngày thôi? Thực hiện 2 ngày và 1 ngày quay thì tốn khoảng tầm, cảnh đó chỉ quay đêm thôi, 1 ngày quay thì tốn 6 tiếng mà 6-7 tiếng, liên tục 6-7 tiếng luôn. Mà như mọi người biết vậy đó, mình vừa quay vừa nhảy mà ở trong đó thì không hề có máy lạnh, rất là nóng. Tiền lúc đó mặc một cái vest rất là dày luôn, mỗi lần đụng vô người Tiền một cái là mồ hôi quá trời chảy ra. Nói là thôi ráng nhanh đi để mà có thể dừng cái cảnh quay này nhanh. Nhưng mà khi mà lên phim á, coi cái cảnh phim nó rất là cảm động, nó rất là cảm xúc. Tự nhiên mình cũng cảm thấy là wow, rất là vui vì những gì mình đã bỏ ra. Cuối cùng hai công sức của hai đứa đã quay mấy tiếng đồng hồ đó trong 2 ngày liền. Thì khi mà sản phẩm ra mắt thì hai đứa rất ưng ý, rất là thích cái đoạn đó. Làm rất là tốt. Công sức mình bỏ ra cảm giác nó xứng đáng lắm. Nói chung là trong phim cũng có cảnh sexy, cũng có nhiều cảnh nóng. Thì để mà hóa thân vào nhân vật thì hai bạn có gặp nhiều khó khăn hay không? Nóng này là nói nóng đúng nghĩa đen luôn chứ không phải nghĩa bóng nữa. Trời ơi, cực kỳ nóng luôn. Ở trong cái bộ phim tất cả mọi bối cảnh luôn đều nóng, phòng nào cũng nóng hết trơn, không có máy lạnh. Mà Tiền là cái người rất là làm phiền đoàn, là tại vì sao? Tại vì ở trong đó có một cái cảnh quay là Tiền phải khỏa thân hết, nhưng mà Tiền không chịu, Tiền ngại, Tiền sợ là mọi người thấy. Nên nhất quyết là chỉ mặc quần bảo hộ thôi, không chịu gửi ra. Đến sau đó quay đi quay lại nhiều lần quá vẫn thấy cái quần đó, thì thôi đến cuối cùng Tiền quyết tâm là tháo ra. Nhưng mà không hiểu là tại vì sao Tiền lại như vậy, thì bây giờ chắc là chỉ có Tiền chia sẻ thôi. Thì lúc đầu quay thì mình cứ nghĩ là mặc đồ bảo hộ có thể quay qua cái cảnh này, nhưng mà lúc mà quay xong rồi, em quay rất là nhiều set rồi, rất là nhiều lần rồi, quay chắc cũng phải 3-4 tiếng ha. Đúng rồi. Không có qua được cái cảnh này. Và mình mới quyết định, cả ekip mệt rồi, mình mới quyết định thôi, mình hãy cởi 100% để mà quay qua cái cảnh này. 3-4 tiếng đồng hồ xong người ta mới chịu quyết định, mà trong khi là nguyên một đoàn nóng rồi bị thiêu giống như là một con heo quay ở trong đó vậy đó. Tại vì rất là nhiều góc máy quay, và trong cái một cái cảnh quay tính hết chục người đứng xung quanh, mình không thể nào mình cởi ra hết vậy. Còn khi mà đã cởi ra hết thì ekip á, ai có phần sự thì ở lại, mà ai không có phần sự thì hãy ra ngoài để cho mình quay cái cảnh đó nó an toàn hơn cho diễn viên. Sợ lắm. Rồi, tình tương tác với nhau trong phim vậy thì có phát hiện được tật xấu của nhau hay không? Có thể hai người tự nhiên. Nhiều lắm. Tật xấu. Trời ơi, thật sự là muốn chia sẻ với lại tất cả khán giả lắm, là khi mà mọi người lên á, thì mọi người sẽ thấy đây là một cái anh chàng rất là lịch lãm, đúng không? Rất là đáng yêu, thế này thế kia. Nhưng mà thật ra là Tiền là một người đàn ông rất là nhõng nhẽo. Tiền là... Dù gì? Tiền là hả? Mỗi lần khát nước là cũng kêu, chị ơi cho em nước, nó ăn, chị ơi em đói quá em muốn ăn. Không tin được luôn á, nhưng mà thật sự là cũng phải suy nghĩ lại, là tại vì Tiền sinh năm 96 còn rất là nhỏ, nên thôi để cho bạn ấy, một mình bạn ấy là người đàn ông ở trong đoàn nên được nhõng nhẽo với cả hội săn chuối luôn. Rồi vậy thì lúc đó thì có chăm sóc kỹ lưỡng hay không? Không, ai chăm sóc thì chăm sóc, Ngọc nhất quyết Ngọc phải chăm sóc, tại vì không thể nào chấp nhận được Ngọc nhõng nhẽo. Tính của Ngọc là rất rất nhõng nhẽo luôn, tự nhiên bây giờ thêm bạn diễn của mình nhõng nhẽo đó, mình đâu có chấp nhận được cái điều đó. Còn riêng như thế Ngọc thì có tài sống gì không? Không hề có luôn, đúng không? Rất là nhiều tật xấu. Bật mí luôn, người ta đang không có. Có nên bật mí không? Không. Có nhiều. Không. Nói chung nói về cái chia sẻ của Ngọc một chút là Tiền nhõng nhẽo, chắc là không biết Ngọc có chọc ghẹo hay là gì không, nhưng mà Tiền nghĩ là cái đó không hề nhõng nhẽo đó. Tại vì đôi lúc mình đang quay mà mình khát nước thì mình vẫn phải đứng trong cái khung quay, mình ra ngồi thì đạo diễn chửi thì mình phải kêu em ơi cho anh miếng nước đi, hoặc là chị ơi cho em miếng nước đi. Nhưng mà mình có thể nói bằng cái giọng rất là manly lên là cho Tiền miếng nước nha, hoặc là gì đó, cho em miếng nước vậy đó.
nhưng mà nếu mà hỏi như vậy thì mình cảm giác cái nào dễ thương hơn, đúng không? Cái nào dễ thương hơn? Thấy chưa, đây là từ tiền công nhận luôn nha, là tiền rất là nhõng nhẽo. Tiền không mà nhõng nhẽo, cái đó là chỉ là dễ thương của tiền thôi. Dễ thương của tiền thì thấy cô như thế nào? Ôi cô rất là dễ thương. Riêng cô Diễm My thì Ngọc đã làm việc được với cô 2 lần rồi, từ bộ phim Cô Ba Sài Gòn. Thì đây là một người phụ nữ mà truyền năng lượng cho tất cả các bạn diễn viên trẻ rất là nhiều luôn. Cô luôn có một cái nguồn năng lượng mà không thể ai có thể kiềm chế được hết. Cô vô cô quay là cô rất là sung. À với bạn Tiền thì bác sẽ làm nhân sáng cho bọn mình nhận một cái vai cũng hơi nói chung là nặng ký như vậy. Thì có học hỏi được từ đàn anh đàn chị như thế nào và mình rút ra được cái kinh nghiệm gì? Ở dự án đầu tay này thì tất cả những cái ngày trên quay đều là những cái ngày mà mình học hỏi được rất là nhiều từ đạo diễn, từ ekip đến diễn viên là Ninh Dương Lan Ngọc. Trong cái những cảnh nóng thì Ngọc luôn là người chia sẻ cho từ những cái cách mà mình vượt qua được những cái cảnh đó. Ngọc, tại vì Ngọc đã quay rất là nhiều cảnh nặng rồi và Ngọc là người rất là nhiều kinh nghiệm, nên nhờ cái ekip mạnh này, nhờ diễn viên kinh nghiệm mà thì cái vai diễn của Tiền có vẻ nó được vớt lên. Dạ rồi, nhân dịp năm mới thì Ngọc cũng như là Lê Xuân Tiền xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người có một năm thật là vui vẻ, an khang và hạnh phúc. Và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe để đón một năm mới tràn đầy phát lộc. Đúng rồi, tràn đầy niềm vui, tiếng cười. Có sức khỏe sẽ làm được mọi thứ. Chúc mừng năm mới. Rồi, cảm ơn hai bạn nhiều nha.